Kết thúc chương trình khai trương hôm nay, bên mình đã bán được gần 500 ổ bánh mì vào buổi sáng. Không khí khai trương thì thật là tuyệt vời, khách hàng thì xếp hàng đông nghẹt luôn, vây quanh cửa hàng, và đã kết thúc một buổi khai trương rất là thành công, áp dụng những chiến lược khai trương của Phạm Đình Duy hoặc của Sunrise Kebab, và đã khai trương cửa hàng bánh mì Sunrise Kebab thành công tốt đẹp và đã bán được hơn 500 bánh nha các bạn, tiếp cận được 500 khách hàng. Thì trong 3 ngày khai trương ở tại địa điểm Bà Rịa Vũng Tàu này thì bên mình sẽ ước tính sẽ tiếp cận khoảng 2.000 người biết đến cửa hàng bánh mì Sunrise Kebab. Bánh mì Sunrise Kebab và sẽ quay lại. Rồi em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh. Đó, đầu tiên thì mình sẽ, nếu mà đông khách thì mình xếp 3 cái vào, nhưng mà nếu mà ít khách, một khách họ mua một cái thì xếp một cái thôi, cho vào nướng. Rồi, nướng xong thì mình làm sao để cho giòn, đợi một xíu giòn anh chỉ cho nhé. Ok chưa, khi mà muốn biết nó giòn hay không ấy, mình rồi lấy cái cây kẹp này này, mình gõ vào á, nó kêu cộp 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 giống như đồng bánh bánh tráng bánh đa mình ấy, là mình biết là nó giòn hay không, chưa giòn. Rồi sau là mình sẽ cái tờ giấy như này này, mình sẽ gấp lại một bên dài bên ngắn như thế này, hiểu không? Thì để làm gì đã anh nói chưa, tờ giấy mà gấp một bên dài bên ngắn như này. Rồi, ok nhá, cái bánh mình tách ra nhá. Hey, mình nghe thấy nó bị cộp 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 chưa, là nó giòn rồi đúng không? Đó, mình lấy cái kẹp mình để đẩy dưới đưa sát vào, cầm ra, cho nó vào đây. Rồi, mình xoay hướng mặt này. Mình sẽ lấy cái kẹp mình đút thẳng nó vào giữa này, đúng không? Từng đút ở trên mém này nhá, ở giữa dưới này, đẩy ở dưới dần dần nó ra ở trên, hiểu không? Đó, mình phải tách đến là sao hết cái đáy ở phần dưới, tại vì khách hàng họ phải ăn đến tận phần cuối cùng nó vẫn còn có thịt về bánh ở dưới ấy. Rồi lấy ngón tay cái này, cầm cái tay ở đây. Ok chưa? Nhìn nha, nát nữa thế làm thử. Rồi, khi mà mình xong rồi đúng không? Mình sẽ cho thịt, cho rau trước nhá. Đây, cho rau này. Con mới xem. Đây, mình sẽ cho rau nha. Cho một lớp mỏng thôi. Ok, đừng để nó bị mà tràn ra phía bên ngoài cái bánh. Mình cho thịt nhá. Là sao mình gấp khoảng 2 gấp là mình xong, hoặc 1 gấp là mình xong rồi. Ok chưa? Đều chưa? Rồi. Xong mình sẽ xịt sốt này. Cái sốt này. Thịt nó mới rồi mình xịt chậm thôi, chưa? Khoảng 7 8 đường gì đấy. Tương ớt. Ok chưa? Rồi tương cà, nếu mà ai ăn đầy đủ, họ nói không ăn gì thì mình sẽ bỏ ra. Ok. Xong là mình cho dưa leo, nếu mà mỏng nhưng mà nhỏ vậy mình cho 2 miếng. Được không? Cho miếng cà chua trên, nó đè lên trên luôn được, thấy chưa? Nhưng mà đừng cho xuống đáy này, cho giữa này, thấy chưa? Biết sao cho giữa không? Là giữa nó mình óp và nó không bị đẩy lên đấy. Rồi mình cho miếng select vào. Rồi, xong mình lấy cái tay này mình tay bóp lại này, bóp lại mình kẹp mình chỉnh cho nó ngay ngắn lại. Được. Rồi, mình sẽ lấy tay mình gấp này lại. Ok chưa? Rồi mình sẽ lấy băng keo, cắt băng keo mình dán, nếu dán một phép chặt thì dán 2 cái. Ok không? Đó, cái bánh này xong là mình sẽ bỏ bọc, bỏ bọc là mình nhớ bỏ cái bánh nằm ngang ra vậy nhá. Ok rồi, giao cho khách hàng cúi chào lấy tiền. Ok chưa? Nó khăn giấy nó có chất sẵn đây rồi. Ok rồi, cái này nó đã để cúng ông địa nhá. Rồi ok, bạn nào nếu mà thực hành thì lấy 1 2 cái thực hành đi, làm trước đi, không khách vào nát làm sao. Đây bánh này có thì giao cho người ta trước đi này. Bên đây ngồi cái. Lâm à.
Em đứng em tách cái bánh này ra cho các bạn để bỏ vào đây các bạn làm. Rồi đấy, ok. Nhớ em lấy cả ba cái ra luôn. Xong em cho luôn ba cái vào, nhớ ngửa cái mặt này lên nhá. Mặt này này. Hiểu không? Rồi, đấy đi. Rửa bánh ra cho các bạn đi. Có hai cái đầy đủ đó chị. Đây đủ này sao không cần. Ờ, chào anh em nhé, hôm nay thì bên mình đang tổ chức khai trương tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thì địa chỉ bên mình là số 130 đường số 27 tháng 4 Phước Hiệp Bà Rịa Vũng Tàu. Và hôm nay thì hiện tại bây giờ là 6 giờ 30 sáng. Hiện tại bây giờ là 6 giờ 30 sáng thì đang có rất nhiều là khách hàng xung quanh khu vực biết tới và đến cửa hàng bên mình đang thưởng thức từng ổ bánh mì. Thì mỗi khách hàng bên mình ngày khai trương chỉ được vào mua một ổ tặng một ổ miễn phí thôi, tại vì để dành cho những người khách hàng tiếp theo. Đó, thì hiện tại bên mình đang mang xuống đây là 40 ký thịt trong ngày khai trương ngày hôm nay. Thì dự định ngày khai trương ngày hôm nay thì chúng mình sẽ bán khoảng 20 ký thịt, còn để 20 ký thịt cho ngày mai. Quán này thì có làm thành cửa hàng luôn. Quán này có làm thành cửa hàng, có bảng hiệu ở phía trên và có chiếc xe máy vát. Anh em nào có mặt bằng muốn kinh doanh bánh mì mà muốn làm thành cái quán luôn thì liên hệ với mình nhá. Đó, thì đây lượng khách bây giờ là 6 giờ rưỡi sáng thì lượng khách đang xếp hàng mua. Đây, một em bé vừa vào mua bánh mì xong. Thì quán cửa hàng của mình thì đối diện với trung tâm văn hóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đấy, đối diện với trung tâm văn hóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và con đường này thì có rất nhiều người qua lại trên. Thực ra con đường này cũng rất là đẹp. Đẹp. Đó. Đây thì có lượng khách đang xếp hàng mua bánh mì. Nãy thì buổi sáng là có một số khách chở học sinh đi học nhưng mà không có thời gian để xếp hàng nên người ta đã những khách hàng đó đã rời đi nơi khác. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Hiện tại thì bây giờ là 8 giờ rồi. Đã hết hơn 300 ổ bánh mì và mục tiêu buổi sáng nay bán 400 ổ bánh mì là kết thúc. Thì mình dự kiến khoảng nửa tiếng nữa là kết thúc 400 ổ bánh mì tại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Ok. Đây, hôm nay thì đã lên cây thịt thứ hai. Lên cây thịt thứ hai tại vì mình dự tính chỉ có mang hai cây thịt thôi. Hai cây thịt nhưng mà mỗi cây có 10 ký, không làm cây 20 ký nên là đã gần hết cây thịt thứ hai rồi. Tại không khí bây giờ thì rất là đông khách. Mọi người vẫn đang còn đợi 8 giờ sáng. Nhưng mà ở đây thì mình phát hiện ra một điều là người Vũng Tàu ấy thì người ta ăn bánh mì rất là sớm, khoảng
6 giờ là người ta đã đến ăn rồi.